Ôi, đi đâu đây? Chưa đi về đâu. Hả? Đi chơi á? Lạc đường hay sao? Bảo đi cùng theo anh em mà. Ôi dồi ôi. Chào ông bà nào. Chào bà. Chúc ông bà thật nhiều sức khỏe. Chúc ông bà thật nhiều sức khỏe. Đúng rồi, đi theo em là phải nói tập nói nhiều vào nhá. Để mới biết được. Đó, không thì là không biết được đâu. Để mà còn mai mốt còn đi ra ngoài còn giao tiếp mới biết người ta nói gì chứ. Biết cái gì không mà cứ phải vui vẻ lên nha. Dạo này đi theo em là không được buồn bã như là ở nhà đâu. Sắp có người yêu rồi. Đúng rồi. Nhớ mua tổ thu. Cô bác thân mến, ba anh em hôm nay lại tiếp tục quay trở lại nhà cháu và mồ côi cô bác ạ. Một quãng thời gian khá là dài rồi anh em chưa quay trở lại thăm cháu, thì hôm nay cũng là dành chút ít thời gian để quay trở lại để thăm xem cái cuộc sống của cháu dạo này như thế nào. Nó hôm nay thì cũng có sự đồng hành của anh Ly. Anh Ly dạo này thì cũng có một cái câu chuyện khá là buồn, đó là câu chuyện tình của anh đó, chưa có hồi kết của bác ạ. Dạo này thì mẹ anh đã về rồi, cứ ngăn cản anh ấy, bảo là bây giờ thì người tình của 66 thì có tuổi rồi, về thì sợ không sinh đẻ được, nên là mẹ anh cũng có cái lời để bảo anh là thôi không tiếp tục nữa. Anh thì đang có sự quan tâm rất là lớn của tình yêu, đang rất là vui, tự dưng lại hụt hứng, rất là buồn. Đấy, dạo này thì cứ bảo anh em lúc nào đi bản thì rủ anh đi mấy, để có thể là nếu mà có duyên, nhớ đâu lại gặp cô nào anh lại yêu quý thì sao nhỉ. Dạ. Ê, nhớ này, xếp anh thấy một chết thảm đúng không? Cứ phải vui lên anh ạ, không được buồn nữa nhé. Thấy phải vui lên để đi cùng với anh em vào trong bản, nhớ đâu lại duyên tình nó lại kiểu như là tự dưng tìm đến ấy, kiểu như là cứ như trước cô U66 tự dưng tìm đến mình ấy. Muốn thì mà không có thể bỏ không? À, muốn lấy chiếc dầu xin. À, Ali bảo là đi thế này cảm giác nó thoải mái hơn nhiều. Thoải mái hơn chứ, chứ ở nhà đấy cứ càng một mình càng nghĩ càng buồn. Dạ, muốn nha. Bây giờ mình đi thôi. Hôm nay quay trở lại nhà cháu và mồ côi thì cũng có một cái món quà của chú Nguyễn Vinh ở bên Mỹ. Đó, chú Nguyễn Vinh trước cái khoản tiền chú có gửi cho cháu và là 2 triệu để mua đồ thì trước anh em cũng đã chi đi là còn dư lại 1.450.000 nữa. Đó, hôm nay thì anh em quay trở lại đây thì cũng lại tiếp tục mua vào đây một cái món quà trị giá là 500.000 nữa của bác ạ. Đó, úi dù cái ngô này đổ hết rồi. Vâng. Ôi ngô này ngô nhà cháu ư? Ngô nhà cháu và đấy. Đổ hết rồi thế này thì Ồ bên kia bị sạt lở hết anh ơi. Đâu? Kia kìa. Cả bãi ngô luôn. Sạt hết cả bãi ngô kia của bác. Đấy, mấy ngày vừa rồi ở đây mưa rất là nhiều, đâm ra là những cái ngô các thứ đang tươi tốt thế này lại đổ hết thế này. Nhà cháu đã vun rồi thế nhưng mà đổ cả cái nương của nhà cháu và thế này thì năm nay cháu khéo lại vẫn mua. Như thế này còn thành không? Như thế này những cái cây nào bị đổ nghiêng hết là không thành nữa anh ạ. Không thành nữa? Vâng. Ở đây này, hình như là không biết là cháu hay là ai là đang nhặt những cái cây ngô bị gãy à? Cái này nó đổ là phải bẻ ra thế này cho con bò hoặc là con dê thôi nhỉ? Vâng, đúng rồi. Ồ, nhiều thứ nhiều. Đây là chắc là ông bà sang lấy rồi. Chắc là ông bà sang lấy. Bởi vì những cái này là không thành nữa anh ạ. Này còn thành cái gì nữa? Vâng. Có được ít cây ngô cả cái chỗ này, chỗ nó càng tốt càng đổ nhiều. Đúng rồi. Trời ơi, thế này thì đúng à. Đây nhà cháu và đây rồi. Nhà cháu và thì trước cũng được cô Xuân Vũ ở bên Úc và một cô ở dưới Bắc Ninh hỗ trợ cái nền nhà. Đấy, láng được sạch sẽ rồi. Ô đi đâu hết rồi? Không thấy ở nhà nữa rồi. À đây đây, có đây. À ông kia đây. À ông kia kìa. Dạ ơi. Anh em chơi rồi. À vâng. À? Chào ông nhá. Khi khóc trông à? Em bảo là mở cửa, ông bảo là cửa bên kia mà. Cửa bên kia? Bây giờ này đi cửa bên đấy á. Thế bên này không đi được nữa hả ông? Bên nhỏ đi. Còn đây một tao rồi. Hả? Thế là gì ha? Thế đi vào đâu? Anh Lý. Anh Lý chưa gì đã chui vào. Chủ nhà chưa vào, anh đã chui vào thế. Hả? Thế cái chìa khóa đi đâu không? Tùy vào xin đi. Cháu bà cầm đi bê bà ngoại rồi. Cháu bà cầm đi bê bà ngoại á? Vâng. Thế cháu lại đi mấy mẹ nó à? Nó muốn xuống đến nhà rồi. Muốn mẹ tay. Mẹ tay đâu? Đi sang mẹ á. Đi sang mẹ nó á? Đi lâu chưa? Mùa tại cái mùa rồi. Năm mùa. Hôm qua đi rồi. Thế à? Mà dạo này lại hay sang nhà mẹ nó thế cơ à? Còn ga thì mà còn ga đi. Chị à, thì ga thì lấy tôi một cái khí hay gì à? Ông
nói là Mỹ Khải, ông bảo là trước ấy, anh em chúng cháu cũng có nhắc nhở bảo là từ giờ trở đi là cháu vào chỉ được cầm chìa khóa. Thế là từ giờ đấy về là cháu vào cầm chìa khóa thôi. Thế bây giờ là cháu chưa cầm chìa khóa, không có chìa khóa vào nhà á? Này mà này chứ chẳng có gì nhiều xin. Thế là ông mới cậy cái này ra hả ông? Tôi là rất nhớ tiếc khí hơn đi rồi. Tôi là nhớ tiếc là chóa bốc gió được khí. Ok xe à, là hoa chú này bưu ra chế ô chạy ô thế. Chứ này bưu áo chế khí. Nghĩa là ông bảo là cháu cầm chìa khóa hôm qua nên là cũng không ai sang đây ngủ ấy, không vào được nhà nên là ông bảo là hôm nay ra đây nhặt những cái cây ngô bị gãy thì là ông cái này là mở dễ hơn, ông vào nhà xe là những cái đồ đạc mọi thứ là có cột nước không ấy, sợ là đêm hôm là không ai ở đây thì là dậy cái này kia cái này không còn ấy. Đấy, như thế cũng được ông ạ. Mua chứ hả? Nhưng mà anh đi ở đấy thì em đóng cửa nhá, em đi về đấy. Cả đâu ngủ chơi á, cả đâu đây. Đi về đấy. Ông cả đâu mà. Ông cả đâu nhau đi gì về. Nhớ đi về. Sợ. Sợ. Ông sợ xíu, ít tao ngủ chơi. Đi đi, lại đi vào đi. Em nói. Sợ em đi về á? Anh chạy em ngủ chơi rồi. Anh đi bảo là sợ bỏ rơi anh đi. Bỏ làm sao được? Nè, tập trung. Lần này đi cháu vào gọi là không ở nhà ông bà có bác ạ, do là cháu cầm chìa khóa rồi. Là anh em trong cháu cũng phải gọi là đi. Cái này anh kiểu gì bây giờ? Đây, chui cửa này. Đúng rồi, chống chống nó lên. Lấy cái miếng ván to kia kìa em ơi. Cái miếng ván kia kìa, miếng ván to đấy. Đấy. Đúng rồi. Cái nhà này mưa gió các thứ làm cái nền này xuống là cũng thoải mái khô rồi nhỉ. Cái này bây giờ là mưa gió các thứ như thế mấy hôm như là cũng không có nước chui vào trong nhà rồi gì hả ông? Ở bên nó à. Đủ lò này nhá, đây chỉ lò trẻ á. Đây à, tao có cái tôi phụ đi chứ. Ai ơi, thế chứ nè. Ông bảo là mài hoa từ lúc làm xong cái lán xong cái nề và cái mưa nước kia là mưa to đến nào cũng không bao giờ trả vào nhà. Ông bảo là trước chưa. Ông bảo là trước chưa lắng cái này, chưa làm cái mưa kia, để chỉ cần một trận mưa nhẹ thôi cũng vào hết nhà luôn. Thế cháu qua là nó khác đi hay là mẹ nó sang đón hay như nào? Tôi vác này mù thì là nhiệt tốt to này này. Rau đi mà, rau đi, ra sao đi. Ra chắc đi đó đi. Rau đi. Thế là ông bảo là cháu khắc đi ấy. Cháu khắc đi à? Vâng. Thế là kiểu lâu cũng nhớ mẹ như thế nào. Chắc là nghỉ hè rồi không đi học nữa thì vâng. Chắc là cũng muốn sang mẹ chơi như nào đấy. Nóng quá nhỉ, ở trong nhà nóng quá nhỉ. Rất là nóng luôn. Nóng cái này. Thế cháu đi là hôm qua, thế thì hôm qua thì ai sang bên này ngủ? Tôi vẫn nằm mơ là. Nên đi nằm mơ thì tôi quên đi. Nằm mơ tôi. Ông bảo là hôm qua ông vẫn sang đây ngủ đấy, nhưng mà không vào nhà được nên là ông phải cạy cái miếng tôn kia. Tức là cháu hôm qua là đi với mẹ nó rồi thì tối hôm qua là ông sang bên em ngủ. Không vác mấy chú mà vác là phép tổ phụ chính luôn. Nằm hôm tổ vác là phép tổ phụ ta. Thế là cháu cầm hết chìa khóa đấy. Cầm hết chìa khóa đi à? Thế thì cháu đi cầm hết chìa khóa, bà không sang bên này nữa thì không có nhà thì ông lại sang bên này. Thế mọi bình thường thì bà cứ tranh ông sang bên này, bây giờ thì bà lại không thèm sang nữa. Nằm mò bỏ cho tôi bẻ tiền đi bùi được. Bẻ nó vào. Mua chỉ nó vào. Cho nó ra một số tụi này lo bẻ dần tranh nhiều à để tổ. Tổ ít cầu nhiều mi chứ. Trăm ba chứ, chỉ phải tổ tàng. Tổ ít cử nó mà. Ông bảo là ra đây ông đã gặp nạn đấy. Ông bảo là bà đã đi viện. Bà đi viện á? Bà đưa con gái ông á đi viện. Hai mẹ con ấy. Nghĩa là cô của cháu và với lại bà đấy. Tức là đứa con gái nhỏ nhỏ kia gì? Đúng rồi. Tụi mình sai đó, tụi mình sai rồi. Tụi mình sai ra đi. Ở đây tụi
đấy là con như con tàu cơ thế là con gái của ông đấy. Ờ, thế thế cháu bị làm sao? Nếu có cháu á? Mông về tu niệm đâu? Hay nếu có cháu mó? Chỉ mót đấy to là. Ồ, bị chó cắn á? Chó cắn á? Ồ, cho ba này chứ? Ừ. Con hết thật đấy to đó. Ồ, ông bảo là cắn hai cái tay này, rách hết này. Đấy to này, tao nên to mà đây bị thấy mót được thao rồi đây bị. Nếu biết giàu đấy to là tèo nhá. À, thế là con chó nó to lắm này là, chó nó cắn một phát vào cái chó ngực ngay cái chó nách luôn, thế là bay đi một miếng thịt rồi. Trời ơi. Sau là chó đẩy ngã thì là chó cắn hai bên tay nữa là bị rách hết hai bên tay. Thế chó nhà mình là chó ai? Tú ở đây rồi thì Tú. Giòn tù vào. Mà ô tù vào chết rồi đó. Vào chết rồi thầy đó tù đây là. Ồ, nghĩa là cũng là con rể, chó của con rể nhà ông đó. Ôi dồi, thế chó con rể người nhà không biết nhà sao mà lại cắn. Chào thế đây, chỉ tàu đây tồn. Mà này khi là chỉ khi này? Nếu mất khi chứ. À, cũng bảo là cũng xích vào rồi đấy, nhưng mà... Hả? Khi giáo nhiều mù. À, nghĩa là cũng xích cỏ rồi, nhưng mà con gái ông á đi xa nhà, gọi là nhà chị ý, là đi... gọi là lấy cái cỏ bò cho bò ăn ở trong chùa bò á. À. Là con chó là bùa trong cái chùa bò. À. Là gọi là một tròn tề á, ngoài một khi lung chí. À, gọi là cái dây xích đó nó dài lắm. Nên là chó mình với tới là mới cán cho. Trời ơi. Thế thì đang nghe người nhà nó phải quen chứ nhỉ. Ờ, mà giờ nó muốn chí cả nó. Thế muốn chí. À. Thế muốn mà tụi vào một không. Mà nếu mà tròn tay gọi là ca đó thì như u mà nó chỉ phử đúng không nó chỉ phử với mẫu mà nó chỉ phử với khi bảo là cũng đây mà luôn chỉ chó bảo là đứa con gái đấy cũng đi nhà chị gái nhiều nhưng mà kiểu là chó nó không quen ấy. Chó xích đấy thì chó chó gió nhiều lần thì nó là tròn lâu rồi thế tổ tàu. À, bảo là một lần đi lấy cỏ bò cho ăn thì cũng không thấy cắn nhưng mà lần này không hiểu cái nguyên nhân sao mà nó lại cắn cho. Trời ơi. Tức là cái đứa con gái mà không làm cái này thấy sang hộ rửa bát kia. Đúng rồi, cái đứa đây cũng lớn rồi anh ạ. Lớn học lớp 8 rồi. Phải không? Học lớp 8 phải không? Có cả tí gì đó. Tí gì ạ? À, lớp 8 à? Ồ, thế bị lâu chưa? Tao hôm nay được chỉ tao lâu đó. Chỉ tao một tay khử đó ba. Vẫn chưa ra viện đấy. Đi bao lâu rồi? Một tay khử nó ban đầu á? Lại tập phút rồi. Đi khử nó ban đầu rồi. Ê, đi khử nó ban đầu. Hơn một tuần rồi. Ôi dồi, thế thì chẳng năng lắm à. Mà tổ trọng lốt thì thế nào? Tổ mình có mình không thế à, thế còn cha á. Nó chua nên tổ chênh ấy. Ồ, thế là... Thế là ở chỗ cái nách ấy, gọi là cái ngực đấy là sau cái vết cắn sau đó cái máu nó cũng chảy từ trong da thôi. Trời ơi. Là cả hai bên tay, hai bên nó cũng gọi là bị rách hết. Cả cái lồng bà tai nữa bảo thế. Thế cái con chó kia không bán đi hay như nào để như thế, đúng không? Người nhà còn đi cắn như thế thì đúng là nguy hiểm quá. Tôi đây là mà rong mốt ra khẻ nó. Tụi tao mà cho tụi vào luôn rồi. Tụi vào tụi các tụi tao nó luôn. Bao tao mà này thế là chẳng phải phát triển. À, thế con chó đây là con chó nhà con rể nhưng mà cũng thịt được rồi ông ạ. Ông bảo là ông bảo là nói nhiều cũng không phải thì là cũng bảo con rể là xe là có giúp được vài đồng tiền xa để cho hai mẹ con đi chữa. Thế con rể có giúp cho đồng nào để em gì đi bệnh viện không? Nếu mà ba mì lý do tránh cả một không có cho chết thì ba thì cái gần nó bên thì muốn chết cũng chỉ muốn bảo là ông có bảo là nó đầu cái nó ở tỉnh nó đầu thì muốn chết. Ông có bảo là lật này nó bực mình lắm. Bởi vì đang gặp trong cái gọi là cái thời gian khó khăn thế này bây giờ lại bảo hay bỏ con rể là đưa đi chữa ông cũng gọi là không có cái gì trong người nên là không gọi là không biết là đi chữa thế nào được. Thế là đấy là con rể mang đi viện thôi gì này cho này một người như thế nào này cho này một và con rể cũng đưa đi viện. Thế là đi viện bây giờ bà là đang ở ngoài viện với cháu. Nhất là có trong tên à? Có mà cháy không nhiều mù thế không? Chết cháy thì vào mà ngang mình hôi mé là cái chuyện ăn cái mà cháu hỏi một chút là thế nó cắn như thế không ai biết hay sao mà để nó cắn nặng thế? À tổ chỉ muốn đánh bò chứ nhau tổ thằng lâu thôi. Cháu trông nhớ nhau chơi chứ. Lâu một hao được bò. Mà từ thế là chạy nè. Giáo giáo cho tôi chỉ giáo giáo thế thì kia rồi rồi đây mới tỏ là trong những đọc cái tiếng mà ra kia chào con lồng mỏ tao lại chỉ tàu đấy chỉ tàu lấy cá lô đấy nhiều tàu quá của tao vào đây bé thái nhiều vào cho vào tao thôi mà này kia đi không tiếp kia khó không à bảo là lúc đấy thì chị gái cũng đi ván nhà ấy còn máy cháu thôi thì là chó cắn thì là gọi là chó chắc là đẩy em này
con gái ông là đi xa hơn một tí thì là em ấy mới gọi là chạy thuốc ấy. Là đi vào cái đống cỏ vô cỏ, gọi là cái cỏ vô cỏ chọc vào cái bà chân cỏ bị sắt hết thử, gọi là rách hết nữa. Trời ơi, thế mới tội cháu nhảy năm nào lớp 8 này, chẳng may nó lại như thế, đúng à. Cháu nó hử à? Còn tàu đi ạ. Ông bảo là cho tôi cúc cú chết. Ông bảo là bị nhiều chỗ quá nên là bị sần hết ngừa luôn. Nên là bảo là nóng rắc hết cả ngừa. Chả thế. Đi hàng hơn tuần nay chứng tỏ là nặng. Kể là thật thừa ấy, như khi con chó mà cắn như thế rất là nguy hiểm luôn. Đúng rồi. Vâng. Chó to ấy. Vâng. Đấy. Thật thừa như cái con chó hung dữ như vậy là vừa cá vừa xé. Nó cái con chó thường thường nó cắn là nó lắc ấy. Vâng. Nó chả bay giật cả cho. Thịt ra, nó vâng. Rơi kiểu như là cứ giật đi giật lại ấy. Vâng. Đấy, anh Ly nghe còn thấy run hết cả người rồi này. Ô trời chảnh hả? Hả? Ôi hải tôi đây to rồi sao mình tính được không hả đấy to trái à anh Ly bảo là chỉ nghe chó cắn thôi là anh Ly đã đủ dù sợ đã rủ run rồi á à. Bình tĩnh em thấy anh ngồi cứ run bật như thế này thế nên nghe ông nói sợ lắm à trái hả trái à anh Ly bảo là mà hay là chuyện trái anh Ly bảo là nếu mà để anh Ly nhìn thấy đấy thì chắc là ngất luôn thôi chả thế lần đầu tiên nghe thấy cái chó cắn như thế này, sợ quá mà thọ thứ đây to mà chỉ cao uất tèo tao đâu mà Ủa? Anh Ly bảo là nói thế khi nào chó cắn thì cũng phải ba vó xong tuần ấy. Vâng vâng vâng. Đấy là anh cứ nói đi thôi. Nếu con chó to này nó đè xuống thì nó cắn cho lúc đấy đau rồi còn văn vó xong toàn cái gì. Đấy đến ông nói anh ngồi nghe anh còn thấy run hết cả người ấy, văn vó cái gì. Đến lúc mà, đấy. Nhưng mà có phải nói thế cho nó quân tử nhất ngon nhỉ? Đúng rồi, bây giờ kiểu như là mình đàn ông nam tính tí gì. Phải không? Có phải là một tí cho nó cái gọi là mày cảm thấy nó gọi là phấn chấn lên. Đúng rồi. Đấy. Thế là ông bà lại gặp nạn rồi các bác ạ. Con gái bị chó cắn đi viện hơn một tuần nay chưa về. Đó, chứng tỏ là những cái lúc không may ấy, đấy là nó bị kiểu như là đen đủi nó đến thì không lường trước được. Nên chó đấy. Nhà nó còn cắn như vậy thì đúng là cũng không biết là kiểu gì nữa. Cũng nhiều những cái vật nuôi là phả chủ. Đúng rồi, nguy hiểm lắm. Nhất là bò này, trâu này, nhiều con nhà chủ nó còn có thúc mà. Vâng, kiểu là mình chủ nhà không thể biết trước được là nó sẽ phả lúc nào á. Đúng rồi. Vâng. Thôi bây giờ tốt nhất là mình không nuôi con gì anh Ly nhỉ. Nó nói tại mà con đồng sắt mà chỉ dùng thì thú chết số rồi. Nhưng mà. Hả? À? Giờ chỉ cho đi mà. Giờ các tao mà giờ mẹ hết rồi, lúc mà tổ. À, anh Ly bảo là nuôi nếu mà nó bé mình đập nó được thì có được mà nó to rồi thì chắc là không nuôi đấy. Đến nói anh Ly ngồi nghe còn rún hết cả người. Thôi hết cả tim nha. Thôi hết cả tim mà nhá. Đấy, nghe ông nói thì mình nghe thấy cũng thấy sợ. Đấy, nhưng mà không may thôi. Đó. Thế bây giờ là mình bà ở ngoài viện à? Bộ thì tôi nhấp bé nào. Thì tôi sao tôi chạy. À, thế là hai bà đi một mình với con gái thôi. À, thế tên tức là bà bây giờ là đi huyện bây giờ cháu và đấy lại khác đi bộ từ đây sang nhà mẹ nó á. À, tôi vào mà nếu muốn cắt tàu thì muốn tròn tròn nhiệt tay hết rồi mà. Nhiều cắt tàu chứ. Cháu và thì cũng gọi là đi bộ thôi. Trời. À. Bây giờ thôi thì nghỉ hè rồi cháu muốn đi sang nhà mẹ chơi mấy em này thì cũng kệ cháu thôi ông ạ. À, bây giờ hôm nay thì những cái món quà này này mình mang vào đây rồi thì mình ông ở nhà thì cứ giao lại cho ông thôi. Vâng. Để đây thì hôm nào nếu mà cháu về còn được có gói mì tôm mà ăn. Nhớ nhớ đi mà cho ý cho không phí với mỗi chỗ này tôi vác cho à số cho mấy tổng hoa xa này tạc cho tao này sau này táo cho chị bỏ tôi ta đi cho nó ta vô chị tạ đi ừ phía sau này ngay rồi xin à em bảo là thế cái mì tôm và gạo ở trong cái hòm kia thì còn không ông bảo là cũng lo lắm mà cháu tụi cầm cái chìa khóa nên là ông cũng gọi là không nhìn thấy là còn hay là không nữa à. Ê, ông thì mới sang đây từ hôm qua sao biết được. Vâng. Đấy, bà ở bên này suốt bà mới nắm được chứ nhưng mà bây giờ bà đi viện tuần nay rồi chắc là cũng không biết nữa. Vâng. Thôi ông ơi hôm nay cháu vào thì có cái món quà này là của chú Nguyễn Vinh có gửi cho cháu và ông nhá. Đấy, bây giờ cháu vào không có nhà thì cháu có trao lại cho ông thì mai kia cháu về thì có cái mì tôm mà cho cháu ăn. Thế nhỉ? Lập bên đi. À, lão bảy này nhá, này à, nó nhìn mà tù à, xin chào, là Nguyễn Vinh này mua cho này à, cho, ồ, tôi sẽ lấy mua cho tôi chứ.
thiết được gì à? Đấy, hôm nay cháu vào đây thì một bao gạo, một thùng mì, mới lại ở trong này có cá khô này, có 2 cân cá khô, mới lại dầu rán các kiểu đồ nhu yếu phẩm ở trong đấy ông nhé. Thằng này mua rẻ không mấy? Ông mua khay tuổi già, ông làm một khay tuổi già. Thằng này mua rẻ này đi. Đấy, có cá khô ở trong đấy ông ạ. Đúng rồi, túi là túi cá khô anh đi ạ. Mua con rẻ chết, mua cho thì cho phải cho ông rẻ chứ, mua rẻ chết cho á. Có gì vậy? Ừ. Cho gì? Ô lá trời rồi. Ê, anh đi là cháu tận tay đấy. Tận tay. Có túi nhà chắc xanh. Ờ, chắc xanh là mua lên một xu cho ông rồi. Ồ, cho chanh bao tao cháu á, cho chanh mua chú mông bè, mua chè cho tù dầu. Ừ, cho tù lì cháu, cho tù lì tê. Ông thổ tù chi hơi đau tê á, tù tù tớ rồi. Ồ, nhớ là. Ừ, cháu cháu. Ừ, rất là vui. Ông cũng rất là vui, ông bảo là cũng thay mà cháu, cũng như là gia đình, là cảm ơn đến cô chú Vinh. Nguyễn Vinh rất là nhiều, có cái phần quà cho cháu cũng như là gia đình ông đang ở đây nữa. Món quà rất là ý nghĩa của chú Vinh Nguyễn ở bên Mỹ, trị giá 500.000, của bác nhận một bao gạo, một thùng mì với lại 2 cân cá khô và đồ nhu yếu phẩm nữa, và cho cháu. Nhưng mà cháu thì hôm nay vào đi nhà mẹ rồi thì cứ bàn giao lại cho ông. Bây giờ thì nói chung là vào cái mùa này thì mùa nghỉ hè rồi. Đó, cháu cũng muốn đi sang chơi thăm mẹ thăm em thôi, thì cứ kệ cháu thôi, các cháu trẻ con mà. Đó. Thế bây giờ ông cứ cất cái này lên đấy nhá. Bây giờ thì cháu không có nhà thì ông cứ cất đấy, thì ví dụ ông ở đây ông trông nhà cho cháu thì cứ lấy gạo với mì tôm về nấu, với lấy cá về rán ông ạ, để mai mốt thì cháu nó về thì còn có ít mì tôm với gạo cho cháu ăn nhá. Ôi tôi vào chỉ nhớ là cháu khảo cho nên cháu im chứ là không có tàu nó. Ờ nhá này mà khảo cháu. Ừ. 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 Anh Lý là cân nhắc rất là cẩn thận đấy. À đúng rồi, anh người lớn rồi mà nhỉ. Vâng. Anh Lý là đi đầu tới. Đi đầu đại ca mà bây giờ mình phải tôn anh làm đại ca đi. Đúng rồi. Đấy là anh Lý sư huynh nhỉ. Sư huynh đấy. Sư huynh đấy. Thôi cháu đi nhá. Bé một chế bé. Ừ mà chế. Tôi quá, ta tôi. Vâng. Ở một chế, tôi quá. Ừ, cho tôi nó tệ đâu. Tôi tệ quá. Cháu bé. Cháu bé. Anh Lý là. Vâng. Bé một chế bé. Chế. Còn một. Đi thôi anh nhá. Muốn. Để mẹ cháu này. Cái hòm này là cháu cầm chìa khóa đi hết rồi, không mở được nữa. Tôi thì cứ bàn giao lại cho ông thôi. Bây giờ bà không có nhà thì cũng không lo mấy rồi. Bà đi viện rồi. Bà đi viện rồi. Đại họa. À, gọi là cái gì đến cũng sẽ đến thôi. Nói chung là cái vâng vâng. Nhớ đèn nó đến thì lại được đau, mất tiền mất của nữa. Thế thì con dê thì thả đi hay là buộc ở đâu không? Tôi sẽ trả tù tú chăn một nồi rồi. Thế là chú đi chăn rồi. Chú đi chăn cho á? Vâng. Ồ, nhưng mà cháu thấy cái ngô ở cái bãi nhà cháu pha này đổ nhiều thế này thì bể hết về cho con bò à không? Cho nên ở chị à, khảo lộc trên dưới chú đâu chỉ đâu. À, ông bảo là đi nhặt về để tí nữa là khả năng may có mưa là cho con dê. Ồ, vâng. Đúng rồi. Trời ơi, đúng là xót xa quá nhỉ. Cái ngô chăm bón hàng bao nhiêu ngày tháng rồi tôi tốt thế này, bây giờ lại gãy đổ hết thế này thì bây giờ chỉ có con bò con dê thôi. Nè. Còn như thế này thì đúng ra là không còn cái gì để mà dùng nữa. Đổ thế này hầu như là chỉ có bẻ cho trâu cho bò thôi đúng không? Vâng. Thế này bây giờ chỉ cần nâng lên cái là nó sẽ gãy nhỉ? Bây giờ không nâng được nữa anh ạ. Nâng lên cái là nó sẽ gãy đúng không? Mà bây giờ để nó nằm xuống thì nó không thành ấy. Không thành nhỉ? Vâng. Đấy, cả cái khu này đổ hết thế này có bác này. Đấy, của tao lo nó tí nữa. Bây giờ về đây mình chào ông bà đó, để mình đi về. Về đây chào ông bà nào. Nào. Cho lại tê. Không biết đấy. Con chào ông bà. Con chào ông bà. Con xin chúc ông bà. Con xin chúc ông bà. Thật nhiều sức khỏe. Thật nhiều sức khỏe. Rồi. Xin hành quả lại. Xin hành quả lại. Ê, rồi, mình đi về thôi. Bye bye. Bye.